Chào Lê Quang. Chào. Chào các bạn. Chào các bạn. Đi đâu đây? Đi ăn chinh vậy. Ai? Bối. Bối. Ai chở đi? Thi. Thi đâu rồi? Thi đây. Để lên xe thì chở đi. Trong xe có ai? Lệ Thi. Hai nhóm Tin bạn. Tin cô nương. Xin mời Lê Quang vô ngồi. Trời ơi, hôm nay tôi không có đeo mắt kiến. Mày quên hả? Tại vì thấy hết nắng rồi, không đeo mắt kiến. Đi ra quẹo trái nha. Hôm nay cô giáo chở mình đi ăn sinh nhật. Cô giáo Thi hôm nay đánh xoan. Hôm nay Thi tha xoan. Hôm nay cô giáo tha xoan. Trời ơi, bà biết không? Ngày hôm qua Tin nó nấu cho tôi một nồi bún riêu. Ghê vậy? Ăn ngon quá trời luôn bà. Ngon lắm hả? Ừ. Thiếu mắm tôm. Trời ơi, ê, cái hũ mắm tôm trong xe em rồi. Em không có đem mà lấy không được. Ai nhờ, làm sao cho Cát lấy thì chút nó về nó ăn. Nhưng mà có em không ăn, có mắm tôm em cũng thấy con như thường à. Dạ, em đem qua. Dĩ nhiên nếu mà có mắm tôm là ngon hơn luôn á. Đúng, cái nước nó đậm đà. Dạ, dạ. Hồi sáng ăn không mắm tôm nhiều rất ngon luôn. Không tôm hôm qua. Qua ăn chết nó nói hỏi có không tôm không là không rồi. Em mới đem qua bằng xe. Không tin, không tin. Không tin kìa các bác. Không tin cô giáo không tin ngon không kìa. Hôm nay em nấu kìa. Tin còn nói là bữa nào nấu gà nấu chao. Quyết cũng ngon. Đậu hũ cũng ngon. Không có thấy bỏ quyết vô. Quyết thì rất ngon. Cái gì xuống giùm em. Ngon. Ngon mấy cái cục. Cái mắm tôm nè. Ủa quá. Em mới đem qua bỏ trong xe mà lại cho trời quên không lấy. Mắm tôm, mắm mè. Ngon. Trời ơi, cái cục gì cũng ngon. Cái cục, mấy cái cục ở trong đó cũng ngon. Mà cục trời. Gì? Nhưng cục, á chị. Cục riêu nè, cục giò sống nè, rồi cục huyết nè. Em không có nấu giò. Cái gì, cục gì giò sống? Dạ giò sống. Cũng riêu mà có giò sống hả? Dạ em thảy vô cho con em nó ăn luôn á. Có, cũng ngon. Trời ơi, không ngờ Tin nấu nấu bún riêu cũng ngon lắm nha. Đừng giỡn nha. Ủa cái gì nó có cái gì ở đây vậy? Cái gì vậy? Ồ trời ơi, che cái mặt của con Tin. Cảm ơn Tin nha Tin. Bữa nào nấu gà nấu chao kìa bà Thi. Ủa ở nhà còn bún riêu á. Vô gà. Gà nấu chao. Em không ăn vịt đó, mà nếu mà ăn vịt em nấu vịt. Không, tại vì Tin nó không có biết ăn vịt cho nên nó nấu gà nấu chao thay vì thịt vịt thịt gà lắm. Nói không ai tin nữa. Gọi vịt ăn mà vịt nấu gì khác không ăn, vịt tiềm không ăn mà gọi vịt ăn lạ vậy. Giống như hành củ hành trắng em không có biết ăn gì hết, nhưng mà củ hành trắng trộn gỏi em ăn. Mà nấu hành xào hay bún bò xào hay nấu súp gì lại không ăn. Rồi dạ hành em không ăn mà củ kiệu em ăn. Sao rồi Thi? Cái clip sinh nhật á, quên lộn, cái clip tập thể dục yoga của cô giáo có coi không? Rồi cô giáo có cảm giác cái gì, quên bằng cái bằng gì, cảm nghĩ như thế nào? Thất vọng cái tim. Thất vọng học sinh cũng mà. Tôi thấy tôi ngồi đằng trước thì mọi người phải nhìn theo tôi chứ tại sao mà làm ngược, làm sai hết trơn. Ủa tôi nhớ tôi cũng làm đúng mà. Đúng thì người ẹo không có đúng. Có người vô nói em đó, ý kiến là cái người mà ngồi ngang cái trăm thơ là em á, chắc không biết tên á, là tập cái đầu chưa có thẳng, mà khi cái đầu không có thẳng thì không có hiệu quả. Chính xác. Làm sai rồi. Ủa cái khúc nào ta? Cái khúc mình đưa cái này lên. Đưa cái này gì đúng không? Nhiều đúng lắm, sai nhiều thứ lắm. Nhưng mà thật sự có những lúc không thấy được phía trước của chị Thi. Tại vì á, cái động tác mà để mà chỉnh về đau về cái cổ á, là lúc nào cái người nó cũng phải thẳng xương, thẳng đi nè, hết bụng. Lúc nào nhìn cái tướng Thi coi bây giờ mà Thi bị ẹo gì không? Thì nó mới là phối hợp cùng với các động tác kia nó mới điều chỉnh được, còn mình ẹo là mình trợ lực rồi. Thì lần sau rút kinh nghiệm cô giáo đi một vòng sữa, ví dụ như là biết cái động tác anh rồi thì lần cô giáo đi một vòng quay sữa lại, tôi không có ngồi quay lưng
gì á, cho mấy người nhìn mình á, thứ nhất là mình phải cho khán giả thấy nữa chứ, nếu mà quay lưng thì khán giả lại không thấy, rồi sao khán giả tập theo. Khán giả giờ thơ để hai góc máy đi, góc máy về phía Toàn, góc máy từ phía bên trong lấy của Thi, lấy một cái góc máy á, là lấy Toàn của năm đứa mình. Ừ. Là giống như Linh đang để đó. Ừ. Một góc máy nữa lấy từ cái Thi ngồi ngược lại á, là lấy phần đó. Nếu như mọi người muốn tập á, lấy tập trung vô Thi thì coi bài, còn muốn lấy Toàn lâu mình chêm vô hai cái góc nhìn vậy đó, nó sẽ dễ hơn. Chứ mà quay lưng là không thể nào chỉnh cho các bạn, tại vì các bạn mới vô tập, mọi người mới vô tập lần đầu tiên mà, cho nên đâu có không có đúng. Mà khi mà Thi đã tạo cho các bạn vô nếp rồi là tự động là đúng vậy, là mọi người sẽ làm thôi. Còn mà giờ để các bạn tự bơi là không được rồi, ngay cả hơi thở cũng không đúng nữa. Trang hơi thở cũng chưa được, Trang không biết hít vô. Bình thường Trang hít thở là rất bình thường, nhưng mà kêu Trang hít mũi là Trang gọc, cho nên cái hơi thở là tự nhiên, theo cái tự nhiên của mình hít thở tự nhiên thôi, đừng có tự nhiên nghe tao nói cái quảng sợ rồi cái không biết đường, rồi cái hít thở cái gồng lên thì nó sẽ sai cái phần, nó bị ngay cái phần. Rồi còn cái cầm mà đụng vô cái ngực thì sao? Cầm đụng cái ngực là tôi sai. Tôi nói xong thì nói trời ơi giống người quái tập. Cái cầm có người nói trời em xem tập ngoài cái đó không được, cái cầm em không có đụng được vô cái ngực. Giống như yêu quái vậy. Mà lấy lên lắc, mà lấy lên phải. Mà tôi nói hoài vấn đề luôn á, cầm đụng vô ngực luôn. Xong mụ Linh á, mụ Linh về nhà tôi mới hết hồn. Chết cha, tôi nói gì không à. Mụ Linh mới cái cầm á, hạ cầm lúc nào hạ cầm cũng đụng sát vô trong cái phần xương ức à. Hạ sát vô. Hay lắm, cái đọc cái bài đó rất là tốt luôn á. Ép sát nó vô. Rồi tuần này là mình tập cái gì? Tuần này lại cái đó, chuyên sâu vô đó để cho mấy người nhớ hoài luôn. Và cái đó là cái để khởi động cho cái cổ của mình, đau vai gáy cổ mình làm liên tục là mình không bao giờ mình bị cái vấn đề gì về cái phần cổ hết trơn á. Lúc nào bài vô cũng phải tập mấy cái động tác đó. Rồi từ từ chuyên sâu vô động tác lưng. Đau thắt lưng, nhiều người hay bị đau thắt lưng nhiều lắm. Tôi có bài tập về đau thắt lưng mà phải tập theo đúng giống tôi thì mới hiệu quả. Hay quá ha. Cho cô giáo 10 điểm. Nhưng mà người khen chị Thi nữa. Nhưng mà đừng có nói cầm vô đụng ngực nữa nha. Cầm đụng ngực thì ngoái. Còn nghĩ sao cầm đụng vô ngực, trời ơi, trời. Nó hoài. Nói đúng ra là tự nhiên ngoài đó nó ồn á, mình cố gắng mình nói lớn. Đâm ra mình kỳ này mình phải trang bị một cái micro ở nhà có sẵn, nhưng mà tại không có xài, tại giọng mà tắm lớn quá tắm không có xài micro. Kỳ này quay xa cho nên cần micro cho cô giáo, rồi cô giáo đi vòng, cô giáo chỉ. Ngoài phạt nữa, ngoài phạt nó gió rộng, với lại là đâu có quay mà để ngay gần mình đâu, mình ngồi xa mà. Ok, thì giờ là để hai góc máy hả? Chết mồ, nếu mà hai góc máy thì cái tiếng đâu có đúng đâu. Tiếng không đúng hả? Không, không sao, có cách. Quẹo phải không? Đi thẳng luôn. Đã tới nơi. Ý, bà đậu ngay chỗ cái nước không được đâu. Trời ơi. Hello chị, hello. Trộn bối kìa. Dễ thương không? Kết nó tới sao? Có đồ chơi chơi không? Trời ơi, đẹp quá ta. Wow. Đẹp không hả? An làm đâu có đẹp, Trung Thành làm mới đẹp. Đẹp
nó còn còn design nữa kìa. Chả giò hải sản. Hải sản. Mini đó. Mini ha. Sườn nướng Đại Hàn. Sườn nướng Đại Hàn. U ngon quá. Đầy đủ ngon. Nuôi xào bò. Nuôi xào bò. Súp bong bóng cá. Súp bong bóng cá. Ý, trời. Còn cá bơi trong đó nó. Đắt đẹo rồi ha. Ngon quá trời. Cái này là trung thành là thầu đúng không? Đúng rồi, lúc nào Ngọc Ái Transport mà có duyên là lúc nào Trung Thành cũng sẽ được giúp một chút. Một phần, giúp một phần. Trời ơi, làm đẹp quá rất là trời vui. Năm nào cũng được gặp Ngọc Ái Transport là em vui. Năm mấy lần mới vui hơn ha. Đúng rồi, không sao cả, cứ từ từ vậy thôi. Lễ thi vô chụp hình rồi mình ăn nè, lễ thi. Rồi bây giờ chúng ta vô. Bên kia đâu? 1, 2, 3 vô. Không biết bên này vô gì nữa. Bên kia người ta vô rượu. Không biết bên này vô gì. Ông có uống mà vô miết à. Mời mọi người ra hát Happy Birthday Boy. Boy qua đây nè con. Đứng ngay chỗ cái bánh đó con. Đi. Đi đi với Boy đi. Đứng ngay cái bánh đó con. Xin mời, xin mời, xin mời. Bây giờ mọi người đứng ở đâu nè? Đứng đây nè. Đứng vòng vòng chung quanh nè. Con đứng ở đây nè, con đứng ở đây nè. Yeah, you guys gonna stand right here next to her. Don't cover her. There we go. You over here. You tall, you right here. Very nice. Go front. Vô hết chưa? Everybody. Chúc mừng sinh nhật buổi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Bói thổi bánh kem. Thank you.
cho anh nhiều. Bên anh sau tối một chiều, năm tháng đêm đêm yêu anh chẳng cần đắng đêm. Vậy mà anh đã buông tay em rồi, sao tim em không ngừng nhớ mong. Đến bao giờ mới quên được người mình yêu? Hay quá, khán giả nè. Ủa khán giả đông quá. Nghe khán giả dưới á. Quá trời luôn. Phải chi bây giờ tất cả chỉ còn một giấc mơ. Một thứ hai chờ anh đi em cũng không ngờ. Năm tháng đêm đêm yêu anh chẳng cần. Thank you.
và liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.